ta sẽ quay trở lại phòng hội nghị để bên mình chia sẻ về những cái kế hoạch triển khai về marketing, rồi tham gia triển khai bán hàng, rồi là các chính sách về đại lý để các bạn có thể tham khảo thêm. Thì trên tay các bạn đang là cái tổng mặt bằng. Cái tổng mặt bằng này thì mình lấy dựa trên quy hoạch 1/500 của chủ đầu tư, và bọn mình cũng đang làm lại cái tổng mặt bằng này để mình bán hàng tốt hơn. Thì mọi người có thể thấy rằng là tổng diện tích của dự án khoảng tầm 200 hectare, bao gồm có 50 hectare mặt nước và 100 cái hồ của Vân Sơn là 167 hectare. Thì diện tích dự án là bao gồm 200 hectare thì bao gồm có 5 phân khu. Mọi người có thể thấy là phân khu thứ nhất là giai đoạn 1 là 6,5 hectare, phân khu thứ hai là 4,3 hectare. Chúng ta đang đứng ở phía giữa này, cái tòa này, và chúng ta đang view thẳng ra đây. Phân khu số 3 là phân khu ở phía bên tay trái này, ngay chỗ đầu mỏm này. Phân khu số 4 là phân khu số 5. Thì với tổng sản phẩm ở đây mình có khoảng tầm gần 500 căn thấp tầng và gần 1.000 căn cao tầng. Hiện tại thì dự án đã được triển khai và đi vào hoạt động. Đối với sân gốp là đi từ hoạt động vào tầm khoảng năm 2012, đã được gần 10 năm rồi. Sân gốp Skylake là một trong 3 sân gốp tốt nhất ở tại Việt Nam và có cảnh quan tốt nhất ở tại Việt Nam. Chút nữa các bạn sẽ trải nghiệm. Thì cái giai đoạn đầu tiên chúng ta sẽ triển khai là giai đoạn 1, là phía trên mặt của các bạn. Thì đối với giai đoạn 1 này thì hiện tại là chúng ta đã xây xong phần thô, hoàn thiện mặt ngoài xong, đang hoàn thiện cảnh quan và hoàn thiện bên trong. Mọi người có thể thấy rằng là ở đây bao gồm có hai khu vực. Một là khu vực khách sạn, với những căn không có bể bơi hất ra phía ngoài này là khách sạn. Bên này cũng vậy, không bể bơi hất ra ngoài này là khách sạn. Thì chúng ta có 120 phòng khách sạn, và do thương hiệu Winham quản lý, và chúng ta đã ký hợp đồng và đã bàn giao cho Winham và đã bắt đầu đi vào chạy hoạt động thử. Khu vực phía lõi của chúng ta là khu vực nhà tiện ích, khu vực trung tâm. Trong đó thì chúng ta có bể bơi, chúng ta có khu vui chơi trẻ em, chúng ta có phòng tập gym, chúng ta có spa, chúng ta có phòng hội nghị. Thì toàn bộ những cái tiện ích nội khu của dự án thì chúng ta sẽ nằm ở đó. Về dự án thì các bạn có thể thấy là bắt đầu từ những cái căn có hồ bơi hết vào phía trong là chúng ta có toàn bộ là dự án của chúng ta. Thì dự án của chúng ta tổng cộng là bao gồm 92 căn biệt thự, trong đó có 10 căn đơn lập và 82 căn song lập, chia làm 3 phân khu. Phân khu phía giữa là phân khu lõi, được gọi là phân khu The Hill. Phân khu phía bên tay trái mình được gọi là phân khu The Lake, là phân khu sẽ view sang hồ Vân Sơn. Và phân khu phía bên tay phải mình là phân khu The Sky, là sẽ view sân gốc và view thành phố. Thì mình sẽ nói sơ bộ về phân khu một chút. Thì cái toàn bộ dự án của mình là theo phong cách kiến trúc Địa Trung Hải. Nếu mà các bạn có bán các sản phẩm của Novaland thì nó giống tựa như Nova Hill của Novaland ở Phan Thiết. Phía bên tay phải thì là những cái căn The Sky với diện tích đất đâu đó khoảng tầm từ 220 cho đến tầm khoảng 380m. Diện tích xây dựng khoảng tầm 210 cho đến 220m, là xây 2,5 tầng. Nếu mà các bạn đã từng bán các sản phẩm của Flamingo Đại Lải hay là của Sunroof thì nó thiết kế là một biệt thự đi thẳng vào phòng khách, và phòng ngủ là ở tầng trên và tầng dưới, tức là biệt thự nếu mà Sunroof mình gọi là up floor gì đó mình không nhớ lắm. Thì đi thẳng vào là phòng khách, ở phía dưới chúng ta có một phòng ngủ và phía trên chúng ta có hai phòng ngủ. Hiện tại đối với những cái căn mà ở khu vực bên The Sky ấy, thì chúng ta còn đầy đủ toàn bộ các căn ở bên đấy. Đấy là cái căn bên The Sky. Ở phía giữa chúng ta có phân khu là phân khu The Hill. Phân khu The Sky thì chúng ta đón có thể bình minh vì hướng đông và nằm ở cái chỗ bạn đang cầm mặt trời sẽ mọc ở phía chỗ bạn áo trắng ấy. Phân khu ở giữa là phân khu The Hill. Đây là nơi mà với những căn có hai cao độ thì bạn có thể ngắm bình minh và hoàng hôn tại cùng một điểm, tại cùng một cái căn biệt thự đó. Đấy là phân khu The Hill. The Hill thì chúng ta sẽ xây phong cách là 3 tầng, với cái diện tích đất là trung bình là khoảng tầm từ 250 cho đến 370m. The Hill của chúng ta thì chúng ta không có bể bơi và chúng ta có sân vườn thôi. The Sky thì chúng ta có một căn bể bơi và một căn sân vườn, vì trên phối cảnh đấy thì chúng ta đã bỏ đi một căn bể bơi rồi. Bên The Lake của chúng ta thì là thiết kế giống như của bên The Sky, là phía bên tay trái này, với cái diện tích tương tự. Tuy nhiên diện tích đất của bên The Lake thì sẽ ít hơn, bởi vì The Lake chủ yếu chúng ta sẽ có bể bơi toàn bộ. Thì bên The Lake thì chúng ta với cái thiết kế tương tự là chúng ta sẽ đi thẳng vào phòng khách, và chúng ta sẽ có một phòng ngủ ở dưới và chúng ta sẽ có hai phòng ngủ ở phía trên. Đấy là về cái tổng thể của dự án. Rất nhiều bạn sẽ đi vào đường kia, ở cái đường chỗ góc của bạn áo trắng ấy. Thì sau này khách hàng sẽ có hai lối đi, một là chúng ta sẽ đi thẳng vào lối của khu resort, hay là khách hàng có thể đi vào bằng cái lối đi qua khu dân cư là phía các bạn đi nhầm ấy. Đấy là về sơ bộ tổng thể của dự án. Tiếp theo về tiện ích của dự án và cái đối tượng khách hàng khi mà bên mình phát triển dự án và tư vấn cho chủ đầu tư ở tại đây ấy, thì bọn mình nhận thấy rằng là cái khu vực này nó rất là phù hợp với lại nhu cầu nghỉ dưỡng Vendo. Và đây là một trong những dự án mà bọn mình định hình và xây dựng các tiện ích
để phục vụ cho một gia đình khi mà đến đây nghỉ. Các bạn cầm tờ này lên thì các bạn sẽ thấy các khu tiện ích ngoài trời. Thì điều đầu tiên là cái khu màu đỏ trên cái bản đồ này, đó chính là cái khu ở phía Cờ Đỏ kia. Hiện tại thì nó đang là một hố gốc, nhưng mà sau này thì chúng ta sẽ bỏ toàn bộ hố gốc đi, cho khu màu đỏ trên bản đồ này. Thì khu này chúng ta sẽ làm một cái khu gọi là outing ngoài trời kết nối family. Chúng ta có thả diều, tức là buổi chiều toàn bộ gia đình có thể ra đây thả diều, chèo thuyền quay, chèo thuyền kayak, câu cá. Chúng ta sẽ làm cái trò võng cảnh ra ngoài hồ này để ví dụ như mà chúng ta có thể câu cá hoặc là check in. Bởi vì từ điểm này mọi người sẽ nhìn được toàn bộ những cái dãy núi của khu vực Chương Mỹ, là nhìn thấy toàn bộ. Chúng ta tưởng tượng nếu mà nhìn trên flycam ở đây giống như một cái thung lũng nhấp nhô và xung quanh là núi. Thì chút nữa sẽ có video để cho các bạn hình dung. Đấy là cái tiện ích thứ nhất, là để kết nối gia đình, bao gồm có thả diều này, chèo thuyền kayak này, check in này, câu cá này. Tiếp theo là khu vực BBQ, khu vực Botanic Garden là khu vực đối diện này. Khu vực này thì bên chủ đầu tư, bên mình có tư vấn định hướng sẽ là một cái khu tâm linh, khu thiền, một cái khu dành cho những người lớn tuổi. Tức là chúng ta xác định là chúng ta có gia đình ba thế hệ, bao gồm có ông bà, bố mẹ và con cái. Thì đến đây họ sẽ làm gì? Thì khu vực này là dành khu vực là chính là cái khu vực tâm linh đó. Thì trong này chúng ta sẽ thiết kế là bao gồm có những cái khu tâm linh, bởi vì bản thân trong này cũng là một cái vùng đất khá là tâm linh, khá là thiêng của cái khu dự án này. Thì chúng ta sẽ có khu đấy là khu Botanic Garden, đối diện của khu biệt thự. Chúng ta chỉ cần đi qua cầu rồi chúng ta đi sang luôn. Đây là khu vực thứ hai là tiện ích ngoài trời. Tiện ích thứ ba là các bạn có thể nhìn thấy trên cái mỏm này ở gần cái khu biệt thự đảo sắp tới mà trong tương lai chúng ta sẽ triển khai, là khu vực family camping. Nơi này là gia đình có thể hoàn toàn đưa cả gia đình ra đây cắm trại để tận hưởng các không gian ngoài trời. Thay vì các bạn ở trong biệt thự thì các bạn có thể cắm trại ngoài trời buổi tối ở tại đây. Thì nó cũng là một cái để cả gia đình có thể kết nối được với nhau. Cái điểm cuối cùng là cái khu vực farm, là cái khu vực mà trồng rau. Nơi này sẽ là cái khu vực mà trồng rau cho toàn bộ những cái chủ sở hữu ở biệt thự ở đây. Tức là khi mà chủ sở hữu được nghỉ ở đây thì các bạn có hoàn toàn thể đến đây lấy rau và sẽ về đây để mà chúng ta sinh hoạt vào cuối tuần, hoặc là có thể gửi về tại khu vực ở tại nội thành mình đang ở để có thể mà phục vụ cho gia đình. Đây là một khu vực trồng rau sạch. Ở khu vực này cũng là một khu vực mình nghĩ là nó là có sự kết nối của gia đình, khi mà chúng ta có thể đưa con cái, bố ví dụ như là chồng đi đánh gốp thì ông bà đi Botanic Garden, hoặc là còn bố còn vợ có thể, hoặc là ông bà đi thả diều hoặc đi sang farm cho bọn trẻ, cho các bạn trẻ là có thể tập trồng rau, tập nuôi gà, tập những cái liên quan đến mà ở thành phố chúng ta không có. Đấy là cái điểm thứ tư. Và một cái điểm cuối cùng mà dành cho các gia đình mà có người chơi gốc, được kiểu là có thể là ông bà hoặc là ông hoặc là chồng chơi gốc, thì chúng ta có một khu vực gọi là Gốc Academy. Bởi vì cái dự án của chúng ta phát triển dự án này là một trong những tập đoàn phát triển sân gốc rất nổi tiếng ở Hàn Quốc. Chúng ta có một cái tiện ích, đây là một cái khu mà trung tâm đào tạo về gốc, đào tạo một cách chuyên nghiệp bài bản, chứ không phải là đào tạo giống như bây giờ chúng ta đang đi học gốc. Thì sau này các chủ biệt thự mua ở đây thì mỗi năm sẽ được hưởng một khóa học miễn phí ở tại khu vực mà trung tâm đào tạo gốc của dự án. Thì đấy là bốn cái tiện ích của chúng ta. Còn về cái câu chuyện là đối tượng khách hàng ở đây là ai, các chính sách như thế nào, thì nữa bạn Nga sau khi mà mình đưa các bạn đi trải nghiệm sân gốc sẽ dẫn dắt các bạn và chia sẻ chi tiết. Tóm lại thì mình sẽ tổng quan lại, thì thứ nhất đây là một dự án với quy mô sản phẩm đủ lớn để chúng ta có thể làm trong cái thời gian mình nghĩ là tầm khoảng 1 năm. Vì số lượng như mình nói là khoảng tầm 500 căn, gần 500 căn thấp tầng và gần 1.000 căn cao tầng. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình đánh giá là cảnh quan là đã hoàn thiện. Chắc chắn là nếu mà các bạn trải nghiệm thì các bạn sẽ có những cái trải nghiệm rất là tốt. Gần Hà Nội mà 1 km, mình nghĩ rằng là không có nhiều dự án có hồ, có núi và có cảnh quan tốt đến như thế này. Tiếp theo nữa rằng là đây là một trong những dự án mà chủ đầu tư nước ngoài họ rất là tâm huyết và mong muốn xây dựng. Đây chỉ là bước khởi đầu và mong muốn là triển khai hệ thống đồng bộ cho các dự án, cho các giai đoạn tiếp theo. Và một cái điểm cuối cùng mình nghĩ rằng là đối với dự án Skylake của bên mình đang triển khai và tư vấn phát triển dự án, đó chính là cái việc mà chủ đầu tư họ rất là sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành và mong muốn làm nào để triển khai để cả dự án có thể đi vào vận hành và phát triển thật là nhanh. Và dự án của chúng ta thì đơn vị quản lý họ đã ký cái hợp đồng khai thác với lại bên Nguyên Hồng rồi. Do đó cái việc mà khai thác cũng rất là tiện. Và cái một trong cái điểm mà khi mình làm việc với bên chủ tư ấy, thì cái lượng khách của Sun Quốc là cực kỳ đông. Thống kê cho thấy theo báo cáo tài chính là năm 2018 là Sun Quốc đó khoảng 70.000 lượt khách, năm 2019 là khoảng tầm 82.000 lượt khách, và năm 2020 mặc dù dịch bệnh diễn ra nhưng mà vẫn đón đến 92.000 lượt khách. Nếu mà các bạn sau này triển khai dự án thì vào cuối tuần các bạn có thể thấy rằng là cái lượng khách chơi ở Skylake cực kỳ đông, bởi vì khoảng cách di chuyển
nó rất là ngắn, và đây là một trong những sân gốp mà có cảnh quan rất là đẹp. Nếu mà các bạn đi trải nghiệm các bạn sẽ thấy. Thì mình nghĩ rằng có rất nhiều lợi thế để triển khai dự án này. Và mình nghĩ rằng là với một cái sản phẩm nghỉ dưỡng Vendo với hạ tầng hoàn chỉnh, cảnh quan tốt, pháp lý đã xong, sản phẩm đủ dài để các bạn có thể theo dài, và một cái tệp khách hàng mình nghĩ rằng cũng đã sẵn có ở đây. Mình nghĩ rằng rất nhiều khách hàng ở đây cũng sẽ có nhu cầu mua, vì bản thân là 10 căn đơn lập của mình là hầu hết là bên chủ tư đã bán cho những cái khách hàng trước, là những hàng đã trải nghiệm ở sân gốp này, bởi vì họ có nhu cầu tiếp khách, họ có nhu cầu nghỉ dưỡng. Ngoài ra chúng ta sẽ có rất nhiều dịch vụ phục vụ cho những khách hàng nghỉ ở đây rất đặc biệt, mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn khi mà các bạn vào triển khai dự án. Thì đấy là sơ bộ là như vậy, và mình tin rằng đây là một dự án sẽ triển khai nhanh, tốt, và mình tin rằng kể cả nhà đầu tư lướt sóng vào thời điểm này đối với dự án Scarlet Cove and Resort cũng sẽ có thể chiến thắng, bởi vì hiện tại bọn mình chưa mới có giới thiệu đến khoảng tầm ra ngoài từ khoảng 2 ngày thôi. Tuy nhiên rất nhiều các bạn đã chia sẻ là có những khách hàng hỏi để muốn booking những căn đơn lập và những căn song lập. Vậy thì mình nghĩ rằng là với một chính sách thanh toán tốt, với một cái tiến độ mà dự án đã xây dựng xong và một cái quần thể, một cái lộ trình tăng giá trong tương lai ấy, thì chắc chắn nhà đầu tư ngắn hạn thì cũng sẽ rất ok, nhà đầu cơ ok, nhà đầu tư dài hạn ok, và bản thân là những nhà đầu tư mà để ở cũng rất ok. Bởi vì là các bạn hãy hình dung là 1 km mà cách Hà Nội 1 km, 1 giờ lái xe, một cảnh quan như này ở Hà Nội là rất hiếm, rất ít có và gần như là không có. Đấy, thế là mình nghĩ rằng nó một cái lợi thế lớn nhất của dự án. Đấy là mình giới thiệu sơ bộ. Thì sau đây thì mình sẽ xin phép là dẫn mọi người đi xem hôm nay.